Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bây giờ mời quý vị chắp tay, chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn để trước khi bắt đầu bài học. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thưa những quý vị, với những cái vị mà mới nãy sư cũng nghe là có một vài bạn là mới tham gia, thì mình đừng có lo ngại là mình vô mình không hiểu gì hết nè. Tại vì thí dụ như cái bài kinh số 4 này đó, thì chúng ta đang đi đến cái đoạn kết rồi. Có thể là chỉ trong một hai buổi là chúng ta sẽ xong cái bài kinh số 4. Thì sau khi xong thì chúng ta qua bài kinh số 5. Thì giữa bài số 4 và bài số 5 nó không giống như lớp 1 và lớp 2. Tức là nếu như chúng ta đi học á, chúng ta bỏ lớp 1, chúng ta không học được lớp 2, bởi vì chúng ta thiếu những cái kiến thức trước. Nhưng mà cái 152 bài kinh thì nếu như mà quý vị vào thì quý vị vào ngay đầu một cái bài kinh khác thì quý vị học tiếp cũng không vấn đề gì. Đó, rồi sau này những cái vị học mới thì có thể bắt đầu từ bài số 5 hoặc là bắt đầu từ bài số 6, bắt đầu từ bài số 7 cũng không vấn đề gì hết. Thành ra đừng có lo là mình mới vào rồi mình không hiểu gì hết rồi từ đó mình ngại mình bỏ lớp. Này, quý vị đến cái đoạn số 51 ha. Rồi này Bà La Môn, đối với ta có sự nhiệt huyết và không biếng nhác. Thì không biếng nhác hôm bữa trước sư đã giải thích rồi ha. Có niệm kiên cố được an trú, có thân an tịnh và không bị kích động. Có tâm định tĩnh và yên bình, này Bà La Môn, khi được tách ly khỏi các dục và các pháp bất thiện. Rồi. Thì cái sự sự mà ly dục á, thì ở đây chính là cái chúng ta thường nghe là ly dục, ly ác bất thiện pháp. Thì cái ly dục ở đây tức là cái thân viễn ly, còn ly ác bất thiện pháp là cái tâm viễn ly. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 pháp, Đức Thế Tôn nói là có những người, có bốn hạng người này các tỳ kheo. Thế nào là bốn hạng người? Thân viễn ly mà tâm không viễn ly, hạng người tâm viễn ly mà thân không viễn ly, hạng người thân tâm đều không viễn ly và hạng người thân tâm đều viễn ly. Thế nào là thân viễn ly? Là thân á, mình sống xa rìa những cái chỗ mà ồn ào náo nhiệt, mình sống xa lìa những cái chốn chợ đời, mình sống xa lìa đời sống của người cư sĩ, thì đó gọi là thân viễn ly. Khi mình đi vào trong rừng, mình đi vào trong chùa chiền, mình đi vào những nơi tu hành thì đó gọi là thân viễn ly. Còn tâm viễn ly á, là mình viễn ly khỏi các suy nghĩ bất thiện, viễn ly khỏi các phiền não cấu uế, thì đó chính là tâm viễn ly. Cho nên có nhiều người sống ở trong rừng nhưng mà tâm phiền não, tâm nghĩ về đời, tâm hưởng dục. Quý vị thấy rất là rõ ở trong cái đoạn đầu của bài kinh, đó là những người thân viễn ly mà tâm không viễn ly.
Còn những người mà gọi là thân thì không viễn ly nhưng mà tâm viễn ly, thì đối với họ đó cũng không được Ngài nhắc đến ở trong cái bài kinh này. Mà Đức Thế Tôn lúc bấy giờ Ngài chỉ mới là Bồ Tát thôi, thì Ngài thân tâm đều viễn ly. Nó phù hợp với Ngài đã từng nói ở trong Tương Ưng, đó là giống như một cái khúc gỗ, giống như một khúc gỗ nhúng ở dưới nước, nằm ở dưới nước vớt lên thì không thể nào mà nhóm lửa được. Hoặc là một cái khúc gỗ mà ở dưới nước đã được vớt lên nhưng mà chưa có khô ráo thì cũng không thể nhóm lửa được. Rồi hoặc giống như cái khúc gỗ được vớt lên đã khô ráo nhưng mà không có sự nỗ lực làm ra lửa một cách đúng đắn, tức là chỉ vừa mới hơi ấm một tí thì lại ngưng, thì cũng không thể tạo ra lửa được. Chỉ có khúc gỗ được vớt lên khỏi mặt nước, được để khô ráo, có sự nỗ lực chà xát một cách mạnh mẽ thì mới tạo ra lửa được. Cũng như vậy đó, giống như một người tại gia hưởng dục, hưởng thụ các dục lạc, thì với người đó họ làm sao có thể tu hành giác ngộ được. Đó là suy nghĩ của Bồ Tát khi Ngài còn là Bồ Tát thôi. Rồi nếu như cái khúc gỗ mà vớt lên khỏi mặt nước mà vẫn còn ướt thì nó cũng giống như cái người đi vào trong rừng, từ bỏ đời sống gia đình đi vào trong rừng nhưng mà tâm vẫn còn đầy rẫy những dục nhiễm, thì với họ làm sao có thể giác ngộ được. Rồi cũng như người mà cũng giống như khúc gỗ được vớt lên khỏi mặt nước để cho nó khô ráo nhưng không có sự cọ xát một cách nỗ lực, thì cũng giống như có người xuất gia sống đời sống không gia đình, tâm của họ cũng không nghĩ về cái chuyện hưởng dục mà tâm họ hướng đến sự ly dục, nhưng họ không có sự nhiệt tâm tinh tấn thì họ làm sao có thể giác ngộ được. Cũng giống như khúc gỗ được vớt lên khỏi mặt nước, được để khô, có sự nỗ lực chà xát một cách đúng đắn thì khi đó mới bắt lửa được. Thì cũng giống như một người xuất gia sống đời sống không gia đình, tâm ly khỏi các cái dục, những cái suy nghĩ về sự hưởng thụ, có sự nỗ lực tu hành tinh tấn thì họ mới có thể giác ngộ được. Thì mình học bài kinh này, mình nhớ bài kinh kia, thì ở đây đó là ý nghĩa của cái việc là ly ác và ly bất thiện pháp. Ta chứng và trú sơ thiền có tầm có tứ, có tầm có tứ, có hỷ lạc nhờ viễn ly sanh. Từ sự an tịnh tầm và tứ, ta chứng đạt và an trú đệ nhị thiền, một trạng thái tĩnh lặng và nhất tâm không tầm không tứ, hỷ sanh nhờ định. Nhờ sự tách khỏi hỷ và an trú xả, có niệm và tỉnh giác, ta cảm nghiệm lạc nhờ thân, ta chứng đạt và an trú đệ tam thiền, mà chư thánh nhân gọi vị ấy là bậc sống lạc trú nhờ có xả và niệm. Từ sự dứt bỏ lạc và khổ, từ sự loại trừ hỷ và ưu trước đó, ta chứng đạt và an trú đệ tứ thiền, không có khổ lạc, niệm thanh tịnh nhờ xả. Đến cái giai đoạn này thì đi đến cái sự chứng đắc rồi. Nó kẹt một nỗi là cái sự chứng đắc thì nó giống như nó không dính dáng gì tới mình. Tại vì khi mà sư dạy, sư quan trọng là áp dụng được, xài được cho mình. Còn nếu như mà mình học để biết chơi cho vui thì đối với sư nó để qua một bên. Bởi vì khi mà mình đi đến đó thì mình sẽ thấy nó tốt hơn. Giống như cái phần mà Ngài mô tả về tứ thiền, từ sơ thiền cho đến tứ thiền, quý vị sẽ thấy rất là nhiều ở trong những cái đoạn kinh khác. Nhưng cái vấn đề là ở đây chúng ta không có ai tu thiền, chứng thiền hết.
thì mình nói cái này á, nó giống như là mình nghe chuyện ở trên trời vậy đó. Thật ra tôi cũng hơi kẹt. Thì ở đây sư nó cũng trùng hợp là có một vài chi tiết liên quan đến định, sư sẽ giải thích cho quý vị. Và nó cũng quý vị nếu mà ai học ở đây và học luôn cái lớp thanh tịnh đạo á, thì cũng sẽ trùng với cái nội dung bên thanh tịnh đạo ha. Ở đây nè, quý vị nghe cái gì mà có tầm, có tứ. Thì tầm và tứ có là sao? Tầm á, là mình hướng tâm đến đối tượng. Và tứ là sự quan sát đối tượng. Sư mô tả nó giống như một cái anh đàn ông, ảnh đi vào trong siêu thị để ảnh mua một cục sạp, ảnh mua một chai dầu gội đầu. Thì khi mà ảnh đi, cái tâm ảnh ảnh hướng đến cái chai dầu gội á, rồi sau đó ảnh quan sát cái chai dầu gội, ảnh quan sát coi nó có đúng cái loại mình cần mua hay không. Thì cái sự mà ảnh hướng đến cái chai dầu gội thì đó, sư tạm gọi ha, sư tạm ví dụ ví von đó giống như là tầm. Còn cái chuyện mà quan sát á, quan sát cái chai dầu gội nó giống như là tứ. Cũng vậy, khi mà mình theo dõi một cái đối tượng thiền nào đó, ví dụ như thiền Kassina đi ha, Kassina, thì ví dụ cái đối tượng thiền, thì cái tâm mình á, mình hướng đến đối tượng, thì khi mình hướng tới như vậy nó là tầm. Tâm phải hướng tới chứ ha. Rồi khi mình hướng tâm đến đối tượng như vậy, mình quan sát nó, mình trà sát nó. Ở trong cái thuật ngữ Atidam gọi là trà sát ở trên đó. Là cái tâm của mình quan sát liên tục ở trên đó, thì đó là tứ. Rồi ngoài ra thì còn có chúng ta có năm cái chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Tầm tứ là như thế. Còn hỷ và lạc á, hỷ thì và lạc ở đây được mô tả trong thanh tịnh đạo giống như người mà đang đi sa mạc khát nước, mà nghe nói là ở đằng xa đó có nước, thì khi họ thấy như vậy họ rất là vui, họ hỷ, họ rất là vui, bởi vì họ biết là nước chuẩn bị tới rồi. Còn cái lạc á, là khi họ tới được chỗ đó, họ uống được cái nước vào trong cơ thể thì đó là lạc. Đó là hai cái sự khác nhau. Còn ở trong cái A Tỳ Đàm á, thì nói như thế này. Cái hỷ và lạc á, hỷ thì nó thuộc về cái hành uẩn, còn lạc á, là nó thuộc về cái thọ uẩn. Tại sao gọi là thuộc về cái, thứ nhất là cái hỷ thuộc về cái hành uẩn, là bởi vì khi nó giống như là chúng ta hưởng thụ cái sự vui vẻ đó, mình có cái sự thích thú, đúng không? Có sự thích thú. Khi mà quý vị nghe một cái tin vui, ví dụ như là mình vừa trúng số chẳng hạn, hoặc là mình đi ngoài sa mạc nghe cái tin là ở đằng trước có nước, thì vui như vậy đó, nó có sự thích thú. Chính bởi vì như thế nó thuộc về cái hành uẩn. Còn khi mà mình uống nước vào á, thì cái lạc đó nó thuộc về cái thọ. Còn cái nhất tâm, nhất tâm thì quay trở lại cái định nghĩa về định. Tại vì định và nhất tâm là một nha, nó là một. Tức là khi mà cái tâm của mình nó có đặc tính là làm cho mình chú tâm vào đối tượng, không có lệch ra khỏi đối tượng, nó làm cho mình á, giữ vững ở trên đối tượng đó. Nó giống như cái chuyện là mình đứng một chân ở trên tảng đá, thì cái sự kiện mà mình giữ cho cái thân của mình á, nó vững ở trên tảng đá, không có bị lung lay á, đó là định hoặc là nhất tâm. Hoặc là khi mình đang đọc sách, thì cái đứa nhỏ nó chạy vòng vòng ở ngoài á, mình vẫn chú tâm mình đọc sách, mình không để cho tâm của mình nó chạy ra bên ngoài, thì đó chính là nhất tâm. Đây là năm cái chi thiền cần có để mà chúng ta chứng đắc thiền. Khi quý vị hành thiền
thì nó là một quá trình để chúng ta đè nén năm cái truyền cái và đồng thời phát triển được năm cái chi thiền. Khi mà quý vị đè hết được, đè được năm truyền và có được năm chi thiền thì khi đó chúng ta đạt được sơ thiền. Nhưng mà nhớ giùm sư, cái này sư nói trước thôi, khi chúng ta hành thiền, làm ơn làm phước đừng có để ý đến năm chi thiền. Nghe nó kỳ không? Ở đây có nhắc tới mà sư kêu là khi hành thiền thì đừng có để ý đến nó. Tại vì á, khi chúng ta hành thiền, chúng ta chỉ cần để ý đến năm truyền cái mà thôi, để chúng ta đè nén nó, chúng ta giải quyết nó. Thì khi mà năm truyền cái á, nó đè nén xuống thì tự nhiên là năm chi thiền nó có mặt. Tại vì đối với chúng ta đó, năm chi thiền nó là một cái rất là lạ lẫm và rất là mới mẻ, chúng ta không quen thuộc với nó. Nhưng mà năm truyền cái là năm thứ chúng ta rất quen thuộc với nó. Mình xử lý cái thằng mình quen thuộc trước nó dễ hơn. Khi mình xử lý năm cái anh mà mình quen, quá quen nó rồi đây nè, thì tự nhiên là năm chi thiền nó có mặt. Ngay cả khi mà mình chứng đắc sơ thiền thì trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nói là vị hành giả khi vừa chứng đắc sơ thiền không nên vội vã quan sát năm chi thiền, bởi vì khi đó định của vị ấy vẫn chưa có vững, mà nếu như vị ấy quan sát năm chi thiền nó sẽ dẫn đến việc vị ấy mất định. Mà cái việc của vị ấy là gì? Vẫn tiếp tục tập trung vào đối tượng thiền, tức là tập trung vào cái nimitta. Nó giống như một cái đứa bé mới tập chạy xe thì cái xe nó vừa chạy vừa lăn bánh được thôi, thì khi lăn bánh được rồi đó, cái chuyện của nó là nó nên cầm chắc cái tay lái, chứ không phải là nó học người ta nó bỏ hai tay ra. Bởi vì nếu như nó bỏ hai tay ra nó sẽ té. Mà ở trong kinh được mô tả là giống như một cái con bò nó mới chập chững biết đi, thì nó đi đến cái chỗ uống nước, mà chưa gì hết là nó đã bỏ đi hai cái chân trước, nó không có bò. Thì như vậy thì con bò nó sẽ không thể nào nó đi đến được cái chỗ để nó uống nước. Cũng vậy với những người mới đạt được sơ thiền mà vị ấy đã vội vã bỏ tầm bỏ tứ để đi đến nhị thiền. Quý vị thấy ở đây là nhị thiền bỏ tầm bỏ tứ. Vị ấy vội vã bỏ tầm bỏ tứ thì vị ấy không đạt được nhị thiền và vị ấy cũng mất luôn sơ thiền. Giống như đứa bé khi mà vừa chạy được xe đạp, nó đã vội vã nó bỏ hai cái tay nó ra thì nó sẽ phải té. Thành ra đó, rất là nhiều người khi mà đọc nè, quý vị thấy sơ thiền có tầm có tứ thì vị ấy đạt đến một cái sai lầm như thế này, là thay vì đè nén năm truyền cái, giải quyết năm truyền cái để mình tập trú vào cái đối tượng thiền, thì người đó đó lại nhìn vào ở trong tâm của mình phát triển năm thiền chi với mong muốn sẽ chứng đắc thiền. Thì như vậy là vị ấy sẽ không thể chứng đắc thiền được. Nếu như mà có thì đó chỉ là cái ảo giác mà các thầy, các sư người nước ngoài thì họ nói là cái đó là một cái trạng thái tâm thần. Nói nó kỳ, mình nói nó kỳ. Họ nói đó là cái trạng thái tâm thần, tức là không có chứng, nhưng mà mình đọc sách rồi mình tự mình ảo tưởng, mình ảo giác ra rồi mình nghĩ là mình chứng. Thành ra là nhiều người nói hãy cẩn trọng thiền có chừng bị điên, không phải là không có lý, do cái người thầy hướng dẫn không sâu sát,
Và người thực hành á, thì họ lo họ ảo tưởng. Sư nhắc để cho quý vị nhớ, sau này quý vị đi hành thiền, quý vị để ý giùm sư. Cái việc chúng ta thực hành thiền, cái bước đầu tiên là cái bước chúng ta đi đến sơ thiền, đúng không? Thì cái sự kiện này, nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết năm truyền cái, làm ơn làm phước đừng có đụng đến năm chi thiền nha. Khi chúng ta giải quyết năm truyền, đè nén được năm truyền, chúng ta tập trung vào đối tượng, tập trung vào cái nimitta, mình phát triển nó trở nên mạnh mẽ, thì mình có cơ hội đạt đến sơ thiền. Và cho đến khi mình đạt đến sơ thiền thì cũng làm ơn làm phước đừng có để ý đến năm chi thiền. Bởi vì khi quý vị đạt đến năm, đến sơ thiền, năm chi thiền nó có mặt rồi, mình không cần phải để ý tới nó đâu. Mà chỉ khi nào mình thuần thục được ở trong sơ thiền thì khi đó mình hẳn nghĩ đến cái chuyện là mình nhờm năm cái chi thiền, rồi mình bỏ tầm bỏ tứ. Mà sư xin thưa, đến khi quý vị thuần thục được sơ thiền rồi, cái chuyện mình bỏ tầm bỏ tứ đó là cái chuyện nước chảy thành sông. Chứ mình không, cũng không cần mình phải ngó đến năm chi thiền. Giống như một cái đứa nhỏ mà nó chạy xe, nó chạy một cách quen rồi, nó thuần thục rồi, thì nó cho dù nó có buông tay lái thì nó cũng không việc gì nó phải lo, tại vì nó không té được, nó quen rồi. Rồi ở đây đó, chúng ta đi đến cái tam thiền, thì bỏ tam thiền chú xả, tam thiền chú xả, và tức là tam thiền thì bỏ hỷ, và tứ thiền thì bỏ lạc. Tại vì khi mà chúng ta còn đi đến cái nhị thiền thì nó vẫn còn cái sự hỷ lạc, nhưng mà khi mà chúng ta bỏ đi cái hỷ, tại vì quý vị nhớ giùm sư nha, hỷ và ưu là một cặp, mà lạc và khổ là một cặp. Chúng ta hành thiền, chúng ta tu tập mà chúng ta còn mong cầu cái hỷ thì không bao giờ tránh khỏi cái ưu. Chúng ta còn mong cầu cái lạc thì chúng ta không thể tránh khỏi cái khổ. Đó là một cái sự kiện hết sức tự nhiên nha. Cho nên khi mà đi đến tam thiền thì vị ấy bỏ hỷ, và đến tứ thiền vị ấy bỏ lạc, vị ấy chỉ còn xả thôi. Cho đến tứ thiền chỉ còn xả. Cái này sư nói thì quý vị nhớ cũng được, mà không nhớ thì mai mốt chừng nào mà quý vị đi đến được cái nhị thiền, đi được đến cái sơ thiền, cái nhị thiền, quý vị mở ra quý vị câu thì nó cũng không muộn. Còn bây giờ mình nói trước thì sư biết là họ nói hỏi cũng quên ha. Cho nên sư nói những cái mà quý vị hứng thú thôi ha. Thì ở đây có nhắc đến 6 cái loại căn tánh. Thì chúng sanh mình có 6 loại căn tánh là tham, sân, si, tầm, tính, trí. Mỗi một loại căn tánh thì nó có khác nhau. Tham là gì? Tham là cái người mà họ thích tùm lum, thích đủ thứ, thì mình, đó là cái người tham. Còn cái người căn tánh sân thì họ rất dễ nóng giận, nghĩa là họ nhìn đâu họ cũng thấy lỗi hết trơn, họ nhìn đâu họ cũng thấy vấn đề hết. Thì đó là người căn tánh sân. Còn người căn tánh si là cái người mà họ nhìn trước quên sau, mà nhìn sau quên trước, họ không nhớ cái gì hết,
à, họ không biết là bây giờ mình họ cứ lơ ngơ lơ ngơ lơ ngơ thì đó là thuộc cái căn tánh si. À, người căn tánh tầm á thì họ có khuynh hướng là họ bay bổng, đầu óc của họ bay bổng, tức là khi mà đi thiền á thì họ đi một hồi là họ sẽ bị dính mắt, ví dụ như dính mắt với cái bông, là một hồi họ nhìn họ ngắm bông không, hoặc là một hồi họ ngó lên trời, họ nhìn mây, rồi họ làm thơ hồi nào họ không hay. Tức là đầu óc của họ lúc nào cũng bay bổng, đi hết chỗ này tới chỗ kia, thì đó là người thuộc căn tánh tầm. Ừ. Còn người thuộc căn tánh tính á, thì họ là cái người rất dễ tin, và họ thường thích kiếm một cái chỗ gì đó để họ nương tựa. Đó là người nặng về cái căn tánh tính. Và cuối cùng á, là người thuộc căn tánh trí, thì cái dạng người này á, họ ưa thích trí tuệ. Những cái hạng này khi mà quý vị thấy đi vào chùa là có đủ hết. Nhưng mà nhớ giùm sư, chúng ta không đơn thuần á, là chỉ có một căn tánh thôi, mà thông thường á, chúng ta sẽ có hội tụ đủ hết cả 6 cái này. Nhưng mà ở trong đó, đó nó sẽ có cái anh này nó trội hơn anh kia. Tức là trong số chúng trong chúng ta đó, trong 6 cái loại này, chúng ta sẽ thiên về một thứ nhiều hơn, chúng ta sẽ trội một thứ hơn. Rồi từ đó đó chúng ta sẽ quyết định là chúng ta nên thực hành đề mục nào. Rồi cái cách giải quyết vấn đề của chúng ta là như thế nào. Xin lấy ví dụ, cái người mà căn tánh tham á, thì thường các cái vị thiền sư sẽ hướng dẫn người đó quán bất tịnh, tức là quán tử thi này, hoặc là quán tưởng cái sự nhòm gớm trong vật thực, hoặc là quán 32 thể trược. Để chi vậy? Để nó đối nghịch với cái tâm tham của họ, thì như vậy đó họ sẽ giảm thiểu được tâm tham. Còn với người căn tánh sân á, thì thường á, vị thiền sư sẽ hướng dẫn họ thực hành các cái đề mục là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nhờ như vậy á, tâm sân của họ sẽ được giảm thiểu. Thành ra một vị hướng dẫn thiền á, vị đó phải nắm là cái người mà đi đến gặp mình để mình hướng dẫn thiền, họ phù hợp với đề mục nào, hướng dẫn họ đề mục nào là tốt nhất. Thường thì cái đề mục hơi thở thì phù hợp cho cả 6 căn tánh. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có một căn tánh là không được phép thực hành đề mục thiền nào hết. Xin lấy ví dụ như ở trong chú giải pháp cú có một câu chuyện là người đệ tử của ngài Xá Lợi Phất thuộc căn tánh tham, thì ngài Xá Lợi Phất ngài hướng dẫn người đệ tử quán 32 thể trược. Nhưng mà người đệ tử quán 32 thể trược vị này rất là khó chịu, rất là kinh tởm, thành ra là vị này không chứng thiền được. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất đưa cái người đệ tử này đến gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho người đệ tử tắm rửa sạch sẽ, cho một bộ y mới, rồi dẫn đi nhà đại thí chủ để mà ăn một cái buổi rất là ngon. Sau đó Đức Thế Tôn cho cái người đệ tử, dẫn cái người đệ tử này đến ngồi bên hồ sen, và ngài dùng thần thông ngài hóa hiện một cái bông sen bằng vàng, và ngài bảo người đệ tử này hãy ngắm cái bông sen đó. Bởi vì Đức Thế Tôn biết cái người đệ tử này đã 500 kiếp làm người thợ kim hoàng, thành ra cái hình ảnh một bông sen bằng vàng nó thu hút tâm đối với người đệ tử này hơn. Sau đó khi mà Đức Thế Tôn thấy người đệ tử này tâm đã tập trung an trú vào cái bông sen bằng vàng,
Đức Thế Tôn dùng thần thông để bông sen đó nó trở nên nó héo úa rồi nó lụi tàn. Thì người đệ tử lúc bây giờ đó mới có sự suy tư là một bông sen bằng vàng xinh đẹp như thế mà còn đi đến sự hoại diệt thì nói chi đến tấm thân tứ đại này. Như vậy ở thế gian này không có cái gì là tránh khỏi sự biến hoại. Nhờ như vậy đó, người đệ tử phát triển trí tuệ quán và chứng đắc đạo quả A-la-hán. Mà quý vị thấy, lẽ ra nếu như mình thông thường nha, mình chỉ đọc ở trên sách vở thì mình nói là cái người mà căn tánh tham mà kêu họ, họ nhìn một cái bông sen vàng mà họ quán thì làm sao mà họ quán được. Cho nên đây chỉ là sự gợi ý chứ không phải là cái bắt buộc nhé. Không có một cái đề mục thiền nào mà gọi là mình cấm không có được xài. Nó chẳng qua là có phù hợp hay không. Ví dụ như một vị mà căn tánh sân á, mà hướng dẫn họ quán bất tịnh thì họ dễ nổi điên. Tại vì họ nhìn họ rất là khó chịu. Hoặc là kêu họ quán 32 thể trược thì họ cũng rất dễ họ bực bội. Cái tâm sân họ nó được kích khởi. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thực hành được quán 32 thể trược. Cũng tương tự với tâm tham. Cái người mà căn tánh tham trội á, thì có nơi nói là ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói là thực hành tứ vô lượng tâm sẽ là trở ngại. Nhưng thực tế thì có những người căn tánh tham và họ thực hành tứ vô lượng tâm lại tốt hơn tất cả các đề mục thiền khác. Cho nên là cái này chỉ là một cái sự gợi ý dành cho những cái vị, một là những vị thiền sư, để dựa theo đó mình có cái cơ sở để mà mình xem xét rồi mình cho cái vị hành giả đề mục thiền. Nhưng mà cái vị đó cũng phải đủ kinh nghiệm để biết và cho thuốc. Có những người tham, rõ nó là tham đó, nhưng vẫn cho tứ vô lượng tâm. Chứ không phải là không cho ha. Tại vì sao? Bởi vì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Ngài Xá Lợi Phất đã nói, Ngài hướng dẫn cái cách sử dụng tâm từ để đối trị với cái căn tánh tham. Thế lạ chưa? Bằng cách nào? Ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn với những người mà lớn tuổi hơn thì hãy quán tưởng họ như là mẹ. Tức là những người đáng tuổi mẹ thì quán tưởng như là mẹ. Những người đáng tuổi chị thì quán tưởng như là chị. Thì đương nhiên đây là Ngài đang nói với một cái vị tỷ kheo ha. Thì vị tỷ kheo là nam cho nên là nói về người nữ là như thế. Người đáng tuổi em thì coi như là em, người đáng tuổi con thì coi như là con, người đáng tuổi cháu thì coi như là cháu. Thì như vậy vị ấy hoàn toàn có thể sử dụng tâm từ để khắc phục tham ái. Cho nên có những vị khi mà tham ái sanh khởi với vị ấy thì vị ấy quán tưởng cái người phụ nữ ở trước mặt như là mẹ của mình hoặc như là con của mình. Thì khi ấy cái tâm tham ái nó bị diệt trừ. Nhưng mà đương nhiên nha, xin lặp lại, đương nhiên nó cũng cần có kinh nghiệm và không phải vị nào cũng áp dụng được. Rồi cái người mà căn tánh si á và cái người căn tánh tầm thì họ nên thực hành
thiền ở một cái nơi gọi là cái nơi nó kín. Để chi vậy? Để họ không có phóng tâm đi chỗ khác, tức là để cho họ ở một cái nơi mà họ không có cái gì để họ nhìn hết trơn á, thì tâm của họ nó sẽ không có chạy đi chỗ khác được. Rồi ngoài ra đó, cái người căn tánh tính, cái đề tài thích hợp với vị đó là những cái đề tài giúp cho tăng trưởng cái niềm tin. Ví dụ như sáu điều mục tùy niệm: tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên. Thì đó là sáu cái đề mục phù hợp đối với người căn tánh tính. Còn người căn tánh trí thì có những cái đề tài mà đòi vị ấy phải có sự suy nghĩ sâu xa, ví dụ như quán sự chết nè, hoặc là quán tứ đại nè, thì nó cần cái trí nó hoạt động nhiều, thì nó sẽ đặc biệt phù hợp với người căn tánh trí. Nhưng mà như sư nói, trong thanh tịnh đạo cũng có nói là mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng bất kỳ một cái đề mục thiền nào cũng có khả năng phù hợp với sáu đối tượng, sáu căn tánh, và có thể đối trị với các truyền cái. Ngoài ra, khi mà chúng ta gom á, thì tham và tính là một cặp, mà sân với trí là một cặp. Tức là người căn tánh tham á, thì thường họ dễ đi kèm với căn tánh tính. Ví dụ như cái người căn tánh tham thì họ thích và đi kèm căn tánh tính á, thì họ thích cái chuyện lễ lạy nè, bái sám để chi? Để cầu phước. Họ thích tài sản ở đời, thành ra họ tạo nhiều tài sản ở đạo. Họ thích làm phước, họ thích tạo nhiều phước. Và một cái vừa rồi, cái người mà căn tánh sân thì thường đi kèm với căn tánh trí, tức là căn tánh trí thường đi kèm với tánh sân. Xin nói như vậy nó dễ hơn. Trí thường đi kèm với sân. Bởi vậy quý vị thấy cái người mà trí họ dễ nổi nóng lắm. Mình nói một hồi là họ rất là dễ nóng. Đấy, hoặc là họ rất là nghiêm. Cái cảm giác mà mình gặp mấy cái người trí gặp nhiều trường hợp thì thường là họ có cảm giác là họ nghiêm, tức là họ dễ nổi nóng với mình á. Mình gặp mà mình cứ sợ là họ chửi với mặt mình không à. Thì đó là người căn tánh trí thì rất dễ đi kèm với căn tánh sân, là như vậy. Xin nói đây là dễ thôi nha, tức là vẫn có trường hợp trí đi kèm với tham. Trí đi kèm với tham á, thì người này á, cười hoài à. Nói chung là giỏi lắm, trí tuệ giỏi lắm, dạy này nọ cũng dễ hiểu, cười hoài à, nhưng mà tham. Như là trường hợp Apananda, là cái vị mà điển hình của căn tánh trí mà đi kèm với căn tánh tham. Tức là một vị Tam Tạng Pháp Sư rất là giỏi, rất là nổi tiếng, dạy rất là giỏi, kêu người khác buông bỏ đi tài sản là vật phù du, buông bỏ đi, người ta buông xong vị này gom. Thì đó là điển hình của căn tánh tham mà đi kèm với căn tánh trí. Mà sư nói như vậy để chi? Để mấy người căn tánh sân á, họ không có ảo tưởng mà tôi sân mà tôi có đi kèm trí nha, sai nha. Cái người căn tánh trí thì họ dễ đi kèm với căn tánh sân, nhưng không có nghĩa người căn tánh sân là họ tự họ có căn tánh trí nha. Nhớ giùm sư cái vụ đó. Rồi cái này nói nhỏ một cái, vì nhìn lên bàn thờ, nhìn cái cách thờ này á, sư đố quý vị á, là thuộc căn tánh gì? Có ai trả lời được không? Cái bàn thờ này cái vị
đúng rồi, căn tánh trí. Người căn tánh trí thì quý vị sẽ thấy là trên bàn thờ bài biện rất là ít. Còn quý vị đi một số nơi á, cái này là cũ nè, cái này là của cái mấy cái tấm ảnh của vị cũ. Cái bàn thờ cũ á thuộc căn tánh gì? Căn tánh tính. Cái người tính nhiều á, họ thờ đủ thứ trên bàn thờ hết trơn á. Ở đây sư không có nói đúng sai nha, mà sư chỉ nói là biểu hiện của căn tánh. Cái biểu hiện căn tánh mình như thế nào á thì mình sẽ có cách tu tương tự như thế, như vậy, và mình có cách thờ nó tương ứng như vậy. Ừ, nó vậy thôi. Rồi chúng ta sư giới thiệu qua luôn 40 cái đề mục thiền chỉ. Thì trong 40 đề mục thiền chỉ thì đầu tiên là 10 cái kasina, là xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng. Thì xanh, vàng, đỏ, trắng, sư có nhờ một bạn làm kasina, chắc có lẽ là 1-2 tháng tới, không có gần đâu. Tại từ giờ cho tới khi mình đụng kasina cũng còn lâu lắm. 1-2 tháng tới thì quý vị sẽ được phát một cái kasina. Thì cái kasina đó nó là một cái vòng tròn. Cái vòng tròn, ví dụ như kasina trắng, nó sẽ là một cái vòng tròn trắng. Nó bự hơn này rất là nhiều, nó bự hơn cái này. À, đó, rồi mình sẽ tập trung, mình quan sát nó, rồi mình chú tâm vào trong đó. Cụ thể như thế nào á, thì sư sẽ hướng dẫn sau. Đó là các kasina màu sắc. Và cái lợi ích của các cái kasina này á, như quý vị thấy là ở trong chú giải hôm bữa trước là mình vừa mới học, cái người mà thực hành kasina trắng họ có thể thắp sáng cả khu rừng, tức là đi đâu cũng không cần đèn pin đó, có thể thắp sáng cả khu rừng. Rồi còn cái người mà thực hành kasina xanh á, thì vị ấy có thể đi trong đêm mà cũng giống như là đi như băng trong ban ngày, mà mình tạm gọi là giống như là cái nhìn thấy tia hồng ngoại. Quý vị mở cái camera mà quý vị bật chế độ hồng ngoại ban đêm á, quý vị nhìn xung quanh thấy cái gì nó cũng màu xanh hết trơn á. Thì cái người, cái vị thực hành kasina xanh cũng y chang như vậy. Những cái kasina về tứ đại là đất, nước, lửa, gió, thì kasina đất thì vị ấy là cũng là cái đĩa bằng đất. Kasina nước thì cần một cái thố nước, một cái tô nước. Lửa thì vị ấy sẽ khoét một cái lỗ, rồi vị ấy đốt cái ngọn lửa, nó sẽ chiếu rọi qua cái lỗ đó. Rồi kasina gió thì vị ấy sẽ để một cái tấm vải ở trước cái lỗ tròn á, để cho gió thổi qua cái tấm vải đung đưa, rồi vị ấy quán tưởng gió. Hư không á, thì vị ấy cũng là cái lỗ tròn rỗng, thì vị ấy nhìn vào trong cái vị trí bị rỗng đó, vị ấy quán tưởng hư không. Còn ánh sáng á, thì vị ấy cũng là cái lỗ tròn, rồi vị ấy để cái đèn á, nó chiếu rọi thông qua cái lỗ tròn đó, nó rọi xuống dưới nền đất, và vị ấy quán tưởng ánh sáng. Những cái này á, nó là cái nền tảng cho thần thông. Tức là quý vị mơ cái vụ mà gọi là đi trên nước như đi trên đất, rồi lặn vào đất như lặn vào nước, đi xuyên tường, rồi đi trên hư không đó, rồi đi biến từ chỗ này qua chỗ khác đó, rồi phóng ánh sáng, rồi phóng ra lửa, phóng ra nước, vân vân. Bây giờ mình gọi là siêu anh hùng ở bên Mỹ đó. Thì phải thực hành 10 kasina. 10 kasina là cái nền tảng cho thần thông. Ví dụ như vị thực hành kasina đất á, vị ấy có thể độn thổ. Tức là như trường hợp á, quý vị biết ngài Angulimala, tức là tướng cướp vua não. Thì có lần á, vua Pasenadi
đến chùa để mà xin gặp Đức Thế Tôn thì thấy Ngài Angulimala đang ngồi ở trên một cái tảng đá. Thì Đức vua Pasenadi mới nói là với Ngài Angulimala, Ngài không biết đây là vị Angulimala. Nói là bạch Đại Đức, xin Đại Đức thông báo cho Đức Thế Tôn là con là Pasenadi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Ngài Angulimala đi vào trong cái tảng đá, tức là cái tảng đá đang như vậy đó, vị ấy đứng dậy rồi vị ấy đi vào trong tảng đá đến chỗ Đức Thế Tôn. Rồi sau đó vị ấy đi ra từ chỗ Đức Thế Tôn là đi ra ngoài, rồi xuyên qua tảng đá để đến gặp vua Pasenadi. Thì khi mà vua Pasenadi đến gặp Đức Thế Tôn mới hỏi là bạch Ngài, cái vị mà vừa mới đi xuyên tường như vậy đó, xuyên đá đó là ai, con muốn tỉnh con cúng dường. Thì Đức Thế Tôn không có trả lời. Ngài mới nói là bây giờ Đức Thế Tôn nghĩ như thế nào về tướng cướp Angulimala. Thì khi mà nghe Angulimala đó, vua Pasenadi lông tóc dựng ngược, kinh hoàng lắm. Thì nhưng mà nhờ có Thế Tôn cho nên là vua Pasenadi mới không có hoảng loạn. Rồi Đức Thế Tôn mới nói là nếu như mà Angulimala mà xuất gia nơi giáo pháp của Như Lai thì vua Pasenadi sẽ giải quyết như thế nào. Thì Đức Vua mới nói là như vậy thì con sẽ đảnh lễ với chân vị đó. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới nói, cái vị mà đi xuyên tường mà ông muốn gặp đảnh lễ là Angulimala. Nói như vậy để quý vị thấy là khi mà một vị mà có thần thông đó, đặc biệt là đề mục đất đó, vị ấy có thể đi xuyên tường. Rồi cái vị mà hoặc là như trường hợp có những vị là đi trên nước, hoặc như là trong cái trường hợp là cái đề mục nước này đó không nhất thiết là phải đi trên nước mà có nhiều tác dụng lắm. Ví dụ như trong Thanh Tịnh Đạo có nói là trong một trường hợp chư tăng đang đi như vậy thì trời nóng quá đi, thì một vị tỷ kheo mới đến gặp cái vị trưởng đoàn nói bạch Ngài, trời như vậy mà mưa lất phất chắc không khí nó mát, nó dịu, dễ chịu cho chư tăng. Thì cái vị trưởng lão biết là ý vị này là muốn dùng thần thông á, thì vị trưởng lão nói là sa thú lành thai, sư cứ làm cái chuyện gì mà sư muốn làm. Thì cái vị này mới nhập vào casino nước, nhập vào địa mục nước và chú nguyện cho mưa nó rơi xuống, và mưa nó chỉ vừa đủ để nó làm mát không khí thôi, chứ nó không làm cho chư tăng bị ướt, nó chỉ giống như là mưa phùn lất phất vậy thôi. Khi mà về đến chùa thì cái anh cư sĩ ảnh mới nói là bạch Ngài, con thì con rất là ngưỡng mộ mấy cái thần thông, dù thần thông bây giờ Ngài cho con thấy thần thông đi, rồi con hứa là con sẽ hộ độ tăng đoàn. Thì lúc bây giờ đó, vị này cảm thấy là cái người cư sĩ này có thể nhìn thấy được, có xứng đáng để cho biết. Thì vị trưởng lão nói bây giờ ông lấy cái y ha, ông lót ở dưới đi, rồi ông chất cái mớ củi lên. Thì khi mà cái vị cái người cư sĩ chất cái mớ củi lên trên tấm y á, thì vị tỷ kheo này á, ngồi ở trong cốc phóng lửa xuyên qua lỗ khóa, đốt cháy bó củi, cháy rụi sạch mà cái y bên dưới không xi nhê. Tức là cái người mình tạm gọi là có thể điều khiển ngọn lửa đó, dùng thần thông điều khiển ngọn lửa, chỉ thiêu cháy cái mà muốn thiêu cháy, còn cái muốn nó không cháy là nó sẽ không cháy. Mấy cái vụ thần thông nó nhiều lắm đó, hư không thì có thể biến từ chỗ này qua chỗ kia. Còn ánh sáng như là Ngài Đắp Bá là Ngài dùng cái ngón tay của Ngài á, Ngài thắp sáng giống như cái ngọn đuốc vậy đó, để Ngài soi đường cho chư tăng.
Cho nên là phải nói ba cái vụ mà người ta tưởng tượng ra ba cái siêu năng lực. Nếu mà quý vị muốn có thì thực hành 10 cái siná thì sẽ có. Rồi 10 cái tùy niệm thì ở đây 6 tùy niệm đầu là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Thí, tùy niệm Giới, tùy niệm Thiên. 4 cái tùy niệm nữa là tùy niệm sự chết, thân hành niệm, tùy niệm hơi thở và tùy niệm tịch tịnh, tức là Niết Bàn. Rồi 10 cái tùy niệm này á, trừ cái hơi thở, 6 cái tùy niệm là tùy niệm Phật, Pháp, Tăng, Thí, Giới, Thiên, thì 6 canh tùy niệm đầu á, sẽ không đưa đến sơ thiền được nha, không có đi đến sơ thiền. Bởi vì cái đối tượng á, nó quá bao la và nó không phải là một cái đối tượng cụ thể, cho nên là không có đi đến sơ thiền được. Rồi 10 đề mục tử thi, thì 10 đề mục tử thi á, là 10 giai đoạn phân hủy của một cái tử thi. Ví dụ như là tử thi mà còn mới nè, rồi nó nổi gân xanh nè, rồi nó bắt đầu là nó chảy mủ nè, chảy máu nè, rồi dòi bọ xuất hiện nè, rồi bắt đầu lở loét nè, rồi bắt đầu là cái thịt nó bắt đầu nó rã, nó trương sình nè, rồi bắt đầu là nó lở loét, rồi nó chảy, nó bắt đầu nó nứt ra, nứt ra, rồi bắt đầu là nó từng cái bộ xương, từng khúc một á, nó rơi vãi ra, rồi bị thú gặm, rồi nó cho tới cuối cùng á, nó chỉ còn là một cái bộ xương. Thì đó là 10 giai đoạn của một cái tử thi. Để thực hành cái đề mục này á, đề mục tử thi thì bắt buộc phải có tử thi, tức là mình bắt buộc mình phải thấy bằng xương bằng thịt, thấy trực tiếp chứ không thể thấy qua hình ảnh được. Thí dụ như chụp một cái hình mà mình nhìn á, không được, mà phải thấy trực tiếp. Và ở nhiều nơi thì gọi là 10 cái đề mục bất tịnh Asufa. Thì nhớ giùm sư nha, Asufa, cái bất tịnh ở đây là đang nói đến 10 cái đề mục tử thi. Khi nào mà qua bên trong thanh tịnh đạo á, phần định khi nào tới thì sư sẽ giải thích nó rõ hơn về những cái này. 4 phạm trú là từ, bi, hỷ, xả. Thường á, chúng ta nhiều người mơ hồ về cái này, tức là họ không biết từ và bi nó khác nhau ở chỗ nào, họ không biết hỷ và xả nó khác nhau ở chỗ nào, mà thường họ gom lại là một, tức là từ bi họ gom là một, rồi hỷ xả họ gom là một, nhưng mà nó khác nhau. Từ á, là mình muốn cho đối phương được an vui, muốn cho đối phương được những cái điều là tốt đẹp nhất. Giống như bà mẹ nhìn đứa con thì bà mẹ luôn luôn muốn cho đứa con của mình được những cái điều tốt nhất, được những cái điều đẹp nhất, lúc nào cũng được yên ổn, được an vui. Thì đó là tâm từ. Còn bi là cái lòng bi mẫn, mong cho chúng sanh không có bị khổ, tức là mong cho đối tượng tránh khỏi sự khổ. Thì hai trạng thái này là hai trạng thái khác nhau nha. Cái từ là muốn cho chúng sanh được vui, còn cái bi là muốn cho chúng sanh hết khổ. Hai cái khác nhau. Và tâm từ mình cần phải tránh, không có để bị nhầm lẫn với ái, từ khác với ái. Ví dụ mình nuôi con chó thì mình thấy con chó mình thương, cẩn trọng, cái thương đó là từ hay là ái?
Cho dù mình nuôi con chó trong chùa, trong chùa chùa Nam Tông cũng có nuôi chó. Nhiều lúc thương thì thương, nhưng mà coi chừng cái thương đó là thương của từ hay thương của ái, nó khác nhau à. Rồi cái thứ hai, bi thì khác với lụy. Cái người bi mẫn á, thì họ mong chúng sanh hết khổ, họ thương chúng sanh bị khổ và mong chúng sanh hết khổ, nhưng họ không có cái chuyện gọi là cứ khóc lóc, cứ nhìn giống như là quý vị coi phim Hàn vậy đó, rút hết cái cuộn giấy này tới cuộn giấy khác thì nó là lụy chứ không phải là bi nha. Phân biệt, phải phân biệt cái đó. Còn cái hỷ á, là mình vui với cái vui của chúng sanh, tức là mình thấy chúng sanh được cái gì hạnh phúc thì mình hoan hỷ với cái hạnh phúc đó. Mình thấy người ta làm cái chuyện tốt gì thì mình hoan hỷ với cái chuyện tốt đó. Ví dụ như mình thấy người ta quét chùa thì mình hoan hỷ với người ta. Mình thấy người ta bố thí thì mình hoan hỷ với người ta. Mình thấy người ta giàu, mình hoan hỷ với người ta. Mà đương nhiên là mình hoan hỷ mà mình không có lòng mong cầu nghe. Rồi mình thấy người ta đẹp, mình hoan hỷ với người ta. Nhưng nhớ cái hoan hỷ ở đây không có hoan hỷ đối với cái lòng ái nhiễm. Tức là mình thấy người ta có được cái quả lành thì mình hoan hỷ. Mình thấy người ta tạo cái nhân lành thì mình cũng hoan hỷ, thì đó là tâm hỷ. Còn cái xả đó là trạng thái bình lặng, cân bằng, hiểu rõ mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, nhìn biết rõ mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Nhưng mà nhớ cái xả thì cần phải phân biệt để tránh nhầm lẫn với cái sự dửng dưng, tức là cái dửng dưng máu lạnh á, thì mình phải phân biệt, không có nhầm lẫn. Muốn phân biệt thì như thế nào? Xét coi mình có tâm từ với đối tượng hay không, có tâm bi với đối tượng hay không. Nếu mà mình có lòng từ nè, mình có lòng bi, có lòng hỷ với đối tượng, thì khi đó đó cái xả của mình á, thì nó mới đúng là xả. Thì đó là bốn cái vô lượng tâm, còn gọi là bốn phạm trú. Bởi vì đây là bốn cái đề mục gọi là cộng trú với phạm thiên. Sư phải nhắc, sư quay lại cái 10 cái casino. Thực tế mà nói thời Đức Phật á, tức là trong kinh Tạng nguyên bản thì không có casino. Có màu sắc nhưng không có casino. Ví dụ như vị ấy chú tâm vào cái màu trắng, biến xứ trắng, cái màu trắng thì có, nhưng mà chú tâm vào cái casino trắng thì không có. Ví dụ như vị ấy chú tâm vào cái bông hoa trắng, vị ấy chú tâm vào cái màu trắng trên bông hoa đó, rồi vị ấy nhập thiền đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền dựa trên màu trắng của bông hoa. Tức là hồi xưa 10 cái gọi là xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng này, nó không có cố định thành cái casino. Cái casino là sau này nha, sau này mình phát triển lên, nhưng mà nó không có sai, bởi vì nó giúp cho mình thực hành nó dễ hơn. Giống như hồi xưa thì mình đi từ cái chỗ này qua chỗ kia mình mất nhiều thời gian, bây giờ thì người ta có xe cộ chở đi thì nó nhanh hơn. Nó có một cái sự lợi ích là mình thống nhất được cái phương pháp thực hành thì như vậy nó dễ hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không thực hành được các cái đề mục màu sắc
mà mình nếu mình không có làm một cái casino, sư ví dụ, sư có hướng dẫn, thí dụ như sư hướng dẫn một người nào đó thực hành cái casino trắng, thì khi vẽ thực hành casino trắng một thời gian đồ đó, vẽ đi ra ngoài đường, thì ra ngoài đường thì không phải lúc nào mình cũng cầm theo cái casino trắng được, thì sư nói như thế nào? Tầm mắt của mình á, nhìn vào vật gì màu trắng thì mình chú tâm vào cái màu trắng đó, từ đó mình phát triển cái đề mục trắng ha. Chúng ta tiếp qua cái tứ đại. Tứ đại ở đây là đất, nước, lửa, gió. Thì bốn đại này nó sẽ hơi khác so với bốn đại của casino. Mà cái bốn đại này á, nó cần phải có cái trí nó thâm sâu hơn. Ví dụ như đây là bốn đại thuộc cái gọi là cái khía cạnh là khái niệm, chứ không phải là cái khía cạnh ngôn ngữ. Cái đất ở đây á, lúc bây giờ á, nó là cái sự cứng mềm, nghĩa là trong nước nó cũng có đất. Cái đất ở đây lúc bây giờ nó là cái sự cứng mềm, chứ nó không phải là cái mặt đất. Còn cái nước á, là cái sự kết dính, cái sự liên kết. Còn cái lửa là nhiệt độ, và cái gió là sự dịch chuyển, là áp suất. Cho nên á, khi mà mình ví dụ như phải cắn cái răng lại, cắn răng thì như vậy nó có cả đất nè, là sự cứng mềm, rồi nó có cả nước nè, là sự kết dính đó, nó có cả lửa nè, là nhiệt độ, và nó có cả gió, là sự chuyển động. Thì lúc bây giờ cái bốn đại này nó sẽ khác với bốn đại của casino nha, cho nên là mình mới tách nó ra. Còn cái tưởng nhàm chán vật thực á, tức là vị ấy quán cái thực phẩm đang tiêu hóa trong bao tử. Cái thực phẩm đang tiêu hóa trong bao tử, vị ấy quán cái thực phẩm đó và nó đi đến cái sự nhàm chán. Rồi bốn cái vô sắc, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì đó là bốn cái vô sắc. Tại vì hồi nãy khi mà sư ngồi, trước khi vào cái lớp, sư có ngồi sư đọc chú giải, sư đọc chú giải của cái bài này, cái đoạn tứ thiền nè. Thì ở trong đó đó không có nói gì nhiều, không có nói gì nhiều hết trơn á. Nhưng mà khi sư đọc như vậy thì sư thấy một cái đoạn rất là thú vị. Thì sư có đưa cho cái bạn kỹ thuật để mà đưa lên cho quý vị xem. Đó là tứ thiền á, đem đến sự an tịnh. Rồi nhờ đó là nền tảng cho tuệ quán. Rồi đó là nền tảng cho thắng trí, là nền tảng cho sự diệt tận, là nền tảng cho sự chấm dứt các hữu, các lậu hoặc, nhờ sự an tịnh ấy mà khô kiệt. Nghĩa là cái đoạn 51 này á, là nói đến cái chuyện chứng đắc được tứ thiền. Mà cái tứ thiền đó nhằm mục đích là nền tảng cho cái sự chứng đắc cao hơn, là nền tảng cho trí tuệ quán và nền tảng cho sự giác ngộ giải thoát. Rồi ở đằng sau nữa đó thì có một đoạn ở đằng sau cũng trong chú giải. Sư nghĩ chắc cũng quý vị nghe, thì ai có ghi thì ghi, chứ còn chú giải mà mình đem hết lên á, thì nó nhiều quá. Tức là đối với các hạng mà phàm phu, khi họ chứng đắc được các cái tầng thiền thì họ yên ổn, họ an trú ở trong các tầng thiền đó mà họ không đi thêm. Tức là đối với họ như đó là đủ rồi.
Chính bởi vì như thế, các cái hạng phàm phu mà chứng thiền, Ngài không có nhắc đến ở đây. Ngài chỉ nói đến trường hợp của Ngài là bởi vì cái tứ thiền của Ngài là nền tảng cho sự phát triển trí tuệ quán. Còn phàm phu thì họ tới tứ thiền, tới đó là họ ngừng, không có phát triển thêm nữa. Cho nên đây là sự khác biệt rất là lớn. Thành ra khi mà quý vị đọc đến cái đoạn tiếp theo thì quý vị sẽ thấy từ cái đoạn 52 trở về sau là chúng ta thấy là cái giai đoạn mà Ngài bắt đầu đi đến sự chứng đắc đạo quả. Cái này thì chắc có lẽ là sư bữa sau sư nói nhanh, sư nói nhanh bởi vì nó hơi kỳ, nó không có dính dáng tới mình. Khi nào mà mình đi đến cái sự chấm dứt các lậu hoặc thì khi đó nó dễ nói hơn. Nhưng mà mình nên hiểu như thế này, là khi mà Đức Thế Tôn Ngài đi đến đi vào trong rừng, Ngài giữ gìn giới hạnh, Ngài nỗ lực phát triển các cái đề mục thiền chỉ, và Ngài lấy đó là nền tảng cho sự chứng đắc được đạo quả, cho sự phát triển cái trí tuệ quán. Thành ra đây là một cái bài kinh quan trọng để cho chúng ta thấy là Bồ Tát đi đến sự chứng đạt đạo quả thì Ngài vẫn phải đi trên cái con đường là giới, định và tuệ. Giới là quý vị thấy ở cái đoạn đầu, để Ngài khắc phục được những cái sự sợ hãi. Định là 40 cái đề mục thiền chỉ. Mà ở đây, ở trong chú giải nói, cái đề mục mà Bồ Tát Ngài sử dụng là đề mục hơi thở. Còn tuệ là Ngài sẽ phát triển cái trí tuệ quán, mà chúng ta sẽ thấy từ cái đoạn 52 trở về sau. Cái thời gian thì nó không có cho phép, nhưng mà sư chỉ nói sơ thôi, là chúng ta đừng có nghĩ là cái đề mục và hơi thở Bồ Tát Ngài thực hành rồi chúng ta suy nghĩ nó là dễ. Đề mục hơi thở là một đề mục mà tất cả các vị Bồ Tát chánh đẳng giác đều sử dụng trong giai đoạn thực hành thiền chỉ trước khi phát triển trí tuệ quán đi đến sự chứng đắc đạo quả. Có nghĩa là đề mục và hơi thở là một đề mục khó chứ không phải dễ. Tuy nhiên nó có nhiều cái lý do để trở thành một cái đề mục chúng ta thấy là nó phổ biến như bây giờ. Một, nó nổi tiếng. Đây là đề mục mà tất cả các vị Bồ Tát chánh đẳng giác đều sẽ thực hành. Tuy nhiên nó nổi tiếng ha. Cái thứ hai, nó có sẵn, nó không giống như các cái đề mục khác mà cần phải có cái đối tượng có sự chuẩn bị. Đó. Chính bởi vì như vậy á, cái đề mục hơi thở là một cái đề mục khá là nổi tiếng, nhưng nó không hề dễ. Có cơ hội thì sư sẽ nói với quý vị nhiều hơn về cái đề mục hơi thở. Còn ngày hôm nay thì chúng ta chỉ học tới đây thôi. Chắc có lẽ là ngày mai, bữa sau chúng ta học nhanh rồi chúng ta qua bài mới. Quý vị khi mà học thì quý vị có ai có thắc mắc gì hay không? Nếu mà không có ai có thắc mắc có nghĩa là mình hiểu hết hả? Hiểu hết là sư hỏi á. Quý vị không hỏi sư hỏi lại quý vị nha. Bây giờ sư hỏi như thế này. Có một cái suy nghĩ ở trong đầu của sư là tại sao mà trong cái bài kinh sợ hãi và khiếp đảm như vậy, Đức Thế Tôn nêu ra rất là nhiều những cái lý do khiến cho mình
sợ hãi và khiếp đảm khi mình tu thiền ở trong rừng. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng có những cái giải pháp phù hợp. Nhưng mà tại sao trong bài kinh này không có nhắc gì đến cái chuyện mà làm phước, bố thí, không nghe nhắc tới? Thì vì cái thời điểm đó là Đức Thế Bồ Tát Ngài chưa có thành một vị chánh đẳng giác. Nhưng mà tại sao là Ngài không có thử cái phương pháp là nương tựa một cái vị thần nào đó, cầu cạnh một cái vị thần nào đó? Đó là một phương pháp rất là thường thấy, ít nhất là Ngài phải từng thử chứ. Mà tại sao Ngài cũng không thử luôn? Ngài đã từng thử tu khổ hạnh nè, Ngài đã từng thử các tầng thiền, nhưng mà Ngài sao không thử nương tựa một cái vị nào đó để mà vượt qua sự sợ hãi và khiếp đảm? Tức là nó có hai cái vấn đề. Bây giờ có vị nào suy tư rồi mình trả lời cái vấn đề này hay không? Thưa sư, là con xin trả lời theo ý kiến cá nhân. Ý kiến của con là do nghiệp và quả, nghiệp trắng trong quả trắng, nghiệp đen trong quả đen, và nghiệp có đen có trắng thì cho quả trắng có đen, nên là mình muốn ý định sẽ là cái phước của cái gì. Còn mình muốn ý mà bạn giới thì những cái nghiệp của cái việc bạn giới thì mình sẽ gây ra cái nghiệp, và khi mà mình làm cái hạnh đó thì cái nghiệp chỗ thì bảo nghiệp thì sẽ gây ra sợ hãi và kiếp đảm. Bạn này trả lời được một cái ý rất là quan trọng, đó chính là cái quả nào á, nghiệp nào nó cho quả đó, cái kiểu làm thiện nào nó cho cái quả thiện đó. Bây giờ mình đi vào trong rừng để làm chi? Để mình ly dục, để mình sống thiểu dục truy túc, thì mình tạo phước nó có liên quan gì nhau không? Mình vào rừng để mình ly dục, để mình xa lìa những cái tài sản, những cái sự dính mắc, mà mình đi mình bố thí, mà cái quả của bố thí nó cho cái gì? Cho sự giàu sang, cho tài sản, thì nó không có hiệu quả ở đây. Nó giống như mình bị nhức đầu thì mình không có xài thuốc đau bụng, hoặc là mình đang bị đau răng thì mình không có uống thuốc cảm sổ mũi. Hai cái đó nó khác nhau. Thành ra đó, đây là một cái ý phải nói là rất là sáng, thấy được cái chuyện đó. Tức là mình vào rừng, mục đích của mình là để ly dục, chứ mục đích của mình không phải để tìm kiếm tài sản. Nếu như mình là tìm kiếm tài sản thì mình sẽ nỗ lực mình bố thí để tạo ra cái phước tương ứng. Cho nên ở đây là Đức Thế Tôn Ngài chỉ ra là mình cần phải giữ giới, bởi vì cái sự giữ giới nó đem đến sự an lạc, sự giữ giới đem đến sự không sợ hãi và khiếp đảm. Rồi mình cần phải có sự chánh niệm và tỉnh giác, nó đem lại cái quả báo của trí tuệ. Thành ra trong cái quá trình mình tu tập, mình cần phải lưu ý là mình đang cần cái gì. Thành ra nói nhỏ tí xíu, thấy ai đi tu mà suốt ngày cứ đi làm từ thiện bố thí là biết chắc vị đó cần cái khác, biết cần cái gì đó. Thành ra lưu ý ha, vun bồi cái phước tương ứng, cái nghiệp tương ứng với cái mong cầu của mình nha. Rồi còn cái sự kiện thứ hai, tại sao là Bồ Tát á, Ngài không có thử một cái phương pháp, đó là nương tựa chư thiên, nương tựa một vị thần, một cái đấng nào đó để mà vượt qua khiếp đảm và sợ hãi? Cái ý này thì chưa có ai trả lời.
con nghĩ là do trong những kiếp khi mà còn tu tập, mặc dù là chưa có chứng đắc đạo quả, nhưng mà ngài là một người có chánh kiến, ngài là người tu và nghiệp và quả chánh nghiệp, cho nên là ngài sẽ không nhờ vào tha lực mà luôn nhờ vào thực lực. Con xin hết. Còn ai có ý kiến nào nữa không? Theo ý con thì cái lý do mà Bồ Tát hướng dẫn ta để tự bản thân mình cũng có thể biết đã mà không tương tự vào chư một vị chư thiên hay thần thánh vào đó, tại vì cách tốt nhất để ta đi trên con đường đến đi trên con đường niết bàn của mình đó chính là cái tự bản thân mình nỗ lực, là cái cốt lõi là đi theo con đường bát chánh đạo. Chứ nếu mà ta không thể muốn, ta không thể giác ngộ, ta không thể càng đi được tới con đường niết bàn mà lại cứ chờ vào một người nào đó cảnh sát cho mình. À, nó cũng có cái ý nó mé mé đó. Rồi, à, à, mời cô. Dạ, thưa sư, theo ý của con thì vị Bồ Tát đó thật ra là muốn cải thiện sự kiến cảm và sợ hãi và tìm cách khắc phục nó. Vị Bồ Tát đó là không muốn nương tựa và bất cứ điều gì để mà đắc, để mà như là không thể đi cứu hết được cái lối đường đi của người khác, muốn tự mình cải thiện và tự mình khắc phục nó, những con đường đó là sao? Rồi, xin cảm ơn cô. À, như cái câu hỏi trước nó cũng cùng một ý trả lời, đó là gì? Mục đích của mình là cái gì? Mục đích của Bồ Tát là chứng đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Cái mục đích của ngài là tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy, thì ngài đâu có nương nhờ ai. Ngay cả cái chuyện là ngài ban đầu khi mà ngài đi tu tập thiền nơi hai vị thầy Uttaka, thì rồi ngài cũng bỏ. Thành ra cái con đường cuối cùng là ngài phải đi một mình, tự ngài phải giác ngộ, không thầy chỉ dạy, tự ngài phải khắc phục hậu quả. Ngay cả vào cái canh cuối thì ở trong bài kinh này không có nhắc đến, nhưng mà ở trong cái canh cuối thì khi mà ngài giác ngộ, ma vương xuất hiện, thì ngài cũng phải tự khắc phục một mình, tự ngài giải quyết đối với ma vương, chứ không có nhờ chư thiên hỗ trợ. Phạm Thiên cũng không có mặt ở đó để hỗ trợ, họ chạy hết đi hết. Rồi năm anh em Kiều Trần Như thì trong cái bài kinh khiếp đảm và sợ hãi này không có nhắc đến, thì có nghĩa là giai đoạn này năm anh em Kiều Trần Như đã bỏ ngài đi rồi, ngài chỉ sống một mình thôi. Mà năm anh em Kiều Trần Như bỏ ngài đi, ngài sống một mình á, thì đó là giai đoạn là ngài đã từ bỏ khổ hạnh và sống theo trung đạo rồi. Nhớ không? Sau khi ngài thọ bát sữa của nàng Suchata thì ngài thực hành lối sống trung đạo. Năm anh em Kiều Trần Như nghĩ là ngài đã buông bỏ lối tu khổ hạnh cho nên bỏ ngài mà đi. Đó. Thành ra qua những cái chi tiết thì chúng ta biết là cái hoàn cảnh, thời gian, xuất xứ của cái bài kinh này, của cái nội dung trong bài kinh này, là Đức Thế Tôn kể về cái giai đoạn đó, giai đoạn trước khi ngài chứng đắc đạo quả. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sau đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bích Thà Giác, Nam mô Thầm Mà Giác, Nam mô Sân Thà Giác. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y tăng mê quân nhân,
Nipanasa Pachayo Hodu Imano Punya Phagang Sabba Sattanang Dema Sadhu Sadhu Sadhu. Chúc quý vị ăn vui. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chiran rakkantu sasanam.